Lại nữa, tự thân mình mà sanh chấp ngã nên tự cho là có thần ngã. Nhưng các ông nói thần ngã là biến khắp, vậy cũng nên chấp thân người khác làm ngã. Do vậy không nên nói, chỉ tự nơi thân mình sanh chấp ngã, nơi thân khác thì không sanh, nên biết có thần ngã. Lại nữa, có người ở nơi trong vật khác sanh tâm chấp ngã, như người ngoại đạo tọa thiền, khi dùng đất mà tu phép quán thiết nhập, thì thấy đất là ngã, ngã là đất, quán nước lửa gió, không cũng như vậy, đó là vì điên đảo. Nên ở thân khác cũng chấp ngã. Lại nữa, có khi ở thân khác mà sanh chấp ngã, như có một người lãnh sứ mệnh đi xa, một mình vào ngủ trong ngôi nhà trống, nửa đêm thấy một con quỷ mang xác một người chết đến quăng trước mặt. Lại có một con quỷ khác rượt đến giận mắng con quỷ trước rằng: người chết này là vật của ta, sao mày mang đến? Quỷ trước cãi lại: vật của ta tự mang đến. Hai con quỷ mỗi con cầm một cánh tay giành giật. Con quỷ trước nói: trong nhà này có người, có thể hỏi xem. Quỷ sau liền hỏi: sao người chết này em mang đến? Người kia suy nghĩ: hai con quỷ này sức mạnh, nếu đáp thật cũng phải chết, nếu đáp dối cũng phải chết, cả hai cách đều không khỏi chết, sao ta lại nói dối? Liền đáp: quỷ trước mang đến. Con quỷ sau liền nổi giận, cầm cánh tay người kia bước ra quăng xuống đất. Con quỷ trước liền lấy một cánh tay người chết chắp thế vào liền dính. Như vậy hai tay hai chân đầu sườn thân thể đều thay đổi. Khi ấy hai con quỷ chung nhau ăn thân người bị thay đổi, xong chùi miệng bỏ đi. Người kia suy nghĩ: thân do cha mẹ sanh của ta, tận mắt thấy hai con quỷ đã ăn hết thân này của ta, hiện nay đều là thịt của người chết kia, vậy ta chắc chắn có thân ư hay là không có thân ư? Nếu cho là có thì toàn là thân của người khác, nếu bảo là không thì hiện nay ta có thân. Suy nghĩ như vậy tâm rất mê muội, giống như người cuồng sáng sớm phăng đường mà đi, đến một quốc độ thấy có chúng tăng tại nơi tháp Phật, không hỏi chuyện gì khác, chỉ hỏi thân mình là có hay không. Các tỳ kheo hỏi: ông là người nào? Đáp: tôi cũng không tự biết là người hay không phải là người. Liền kể rõ lại việc trên cho chúng ta nghe. Các tỳ kheo nói: người này tự biết vô ngã, dễ có thể đắc độ, bèn nói với người kia rằng: thân người từ xưa đến nay thường tự vô ngã, chứ không phải vừa mới ngày nay, chỉ do bốn đại hòa hợp nên chấp cho là ngã thân. Như thân của ông là ngã thân cùng với nay không khác. Các tỳ kheo độ cho tu đạo dứt hết các phiền não, liền chứng được a la hán, ấy là khi chấp thân người khác làm ngã. Chứ không thể nói do có kia có đây nên bảo là có thần ngã. Lại nữa, thật tánh của thần ngã ấy quyết chắc là không thể có được, hoặc nó có tướng thường, tướng phi thường, tướng tự tại, tướng chẳng tự tại, tướng làm, tướng chẳng làm, tướng sắc, tướng chẳng sắc, các tướng như vậy đều không thể có được. Nếu có tướng thời có pháp, không tướng thời không pháp. Này thần ngã là không tướng, thời biết là không có thần ngã. Nếu thần ngã là thường, thời không nên có tội sát. Vì cớ sao? Thân có thể sát vì chẳng phải thường, còn thần ngã không thể sát vì là thường. Hỏi: thần ngã tuy thường cho nên không thể sát, nhưng sát thân thời mắc tội sát. Đáp: nếu sát thân người mắc tội sát, nhưng trong luật tạng nói tự sát thân không mắc tội sát. Tội hay phước là do làm não hại hay làm lợi ích người khác mà có, chẳng phải do tự cúng dường thân hay tự sát thân mà có tội phước. Do vậy nên trong luật tạng nói tự sát thân không có tội sát, mà chỉ có cái lỗi là ngu si, tham nhục, sân nhuế. Nếu thần ngã là thường, thầy không nên có chết, không nên có sanh. Vì cớ sao? Vì trong giáo pháp của các ông, thần ngã là thường, biến khắp cả trong năm đường, làm sao có chết sanh? Chết là mất chỗ này, sanh ra ở chỗ kia, do vậy không được nói thần ngã là thường. Nếu thần ngã là thường, thời cũng không nên có thọ khổ, thọ vui. Vì cớ sao? Vì khổ đến thời buồn, lạc đến thời mừng. Nếu bị lo buồn vui mừng làm biến đổi, thời chẳng phải thường. Nếu thần ngã thường, thời lẽ đánh như hư không, mưa không thể làm ướt, nắng không thể làm khô, cũng không có đời này đời sau, chẳng nên có việc đời sau sanh đời này chết. Nếu thần ngã thường, thời thường có ngã kiến, không thể chứng được niết bàn. Nếu thần ngã thường, thời không sanh không diệt, không thể có quên có mất. Vì không có thần ngã mà thức là vô thường, nên có quên có mất.
Thế cho nên biết thật ngã chẳng phải thường do các thứ nhân duyên như vậy, nên biết thật ngã chẳng phải có tướng thường. Nếu thật ngã có tướng vô thường thì cũng không tội không phước. Nếu thân vô thường, thật ngã cũng vô thường, hai sự đều diệt mất. Thời rơi vào chấp đoạn, rơi vào chấp đoạn, thời không có cái gì đi đến đời sau để thọ tội phước. Nếu đoạn diệt, thời chứng đắc niết bàn, không cần phải đoạn kiết sử, cũng không cần nhân duyên tội phước của đời sau. Do các thứ nhân duyên như vậy nên biết thật ngã chẳng phải có vô thường. Nếu thật ngã có tướng tự tại, tướng tự làm, thời phải tùy theo muốn gì được lấy. Nhưng này điều ước muốn lại không được, điều không ước muốn lại được. Nếu thật ngã tự tại cũng không nên có sự làm ác hành, phải đọa vào trong ác đạo súc sanh. Lại nữa, hết thảy chúng sanh đều không ưa khổ, ai đang ưa vui mà lại bị khổ? Do vậy nên biết thật ngã không tự tại, không tự làm. Lại như người vì sợ tội mà tự gắng làm lành, nếu tự tại thì vì sao còn sợ tội mà gắng tu phước? Lại các chúng sanh không được như ý, thường bị phiền não ái phược lôi kéo. Do các thứ nhân duyên như vậy nên biết thật ngã không tự tại, không tự làm. Nếu thật ngã không tự tại, không tự làm, thế là không có tướng thật ngã. Cái ngã các ông nói đó chính là thức chứ không phải gì khác. Lại nữa, nếu thật ngã không làm, tại sao khi Diêm Vương hỏi người tội, ai khiến ngươi làm tội ấy? Tội nhân đáp, đó là ngã tự làm. Do vậy nên biết chẳng phải không tự làm. Nếu nói thần ngã có sắc tướng, việc ấy không đúng. Vì sao? Vì hết thảy sắc đều vô thường. Hỏi, tại sao người ta nói sắc là ngã tướng? Đáp, có người nói thần ngã ở trong tâm, nhỏ như hạt cải, thanh tịnh nên gọi là thân tịnh sắc. Lại có người nói nó như hạt lúa, có người nói nó như hạt đậu, có người nói nửa tấc, có người nói một tấc. Lúc mới thọ thân, nó thọ trước hết, giống như hình tượng xương có trước hết, đến khi thành thân thì như hình tượng đã được trang nghiêm. Có người nói thần ngã lớn nhỏ tùy theo thân người, khi chết nó đi ra trước. Những việc như vậy đều không đúng. Vì cớ sao? Vì hết thảy đều do bốn đại tạo nên, là nhân duyên sanh nên vô thường, thần ngã cũng vô thường. Nếu vô thường thì như trên đã nói. Hỏi, thân có hai thứ, thân thô và thân tế. Thân thô là vô thường, còn thân tế là thật ngã, đời đời thường đi vào trong năm đường. Đáp, thân vi tế ấy là không thể có được. Nếu có thân vi tế, thời phải có nơi chỗ có thể biết được, như từ mỗi chỗ trong năm tạng, tâm can tỳ phế thận bốn chi thể để tìm đều không thể thấy được. Hỏi, tế thân ấy rất vi tế, khi mới chết nó đã đi, khi còn sống thì tìm không thể có được. Thời ông làm sao mà có thể thấy? Lại thân vi tế ấy chẳng phải năm thức có thể thấy, có thể biết, chỉ có bậc thánh nhân có thần thông mới có thể thấy được. Đáp, nếu như vậy cùng với khung vật chẳng khác nhau. Như khi người chết bỏ thân sanh ấm vào trong thân trung ấm, bấy giờ thân của đời này diệt mà thọ thân trung ấm, nó không có trước sau, khi vừa diệt liền sanh. Giống như cái ấn bằng sáp ấn xuống bùn, trong khi bùn nhận được ấm, cái ấn tức thời hoại mất. Bên thành và bên hoại cùng một lúc, không có trước sau. Ngay khi ấy thọ thân trung ấm trung hữu, xả thân trung ấm trung hữu này, thọ thân sanh ấm sanh hữu. Ông nói thân vi tế chính là thân trung ấm này. Thân trung ấm không ra không vào, giống như ngọn đèn cháy đỏ, xanh và diệt tiếp nối, chẳng thường chẳng đoạn. Phật dạy, hết thảy sắc uẩn hoặc quá khứ vị lai hiện tại hoặc trong hoặc ngoài hoặc thô hoặc tế thảy đều vô thường. Thật ngã với sắc vi tế của ông cũng phải vô thường đoạn diệt. Do các nhân duyên như vậy nên biết thật ngã chẳng phải sắc tướng, thật ngã chẳng phải không sắc tướng. Không sắc là bốn uẩn thọ tưởng hành thức và pháp vô vi. Bốn uẩn vì là vô thường, vì là không tự tại, vì thuộc nhân duyên nên chẳng phải là thật ngã. Trong ba pháp vô vi thì không chấp có thần ngã được, vì không thọ nhận gì. Do các nhân duyên như vậy nên biết thần ngã chẳng phải sắc tướng. Như vậy giữa trời đất hoặc trong hoặc ngoài, ba đời mười phương tìm thần ngã không thể có được. Chỉ có 12 nhập hòa hợp sanh ra 6 thức, ba việc hòa hợp gọi là xúc, từ xúc sanh ra các tâm số pháp thọ tưởng tư vân vân. Trong pháp ấy do sức vô minh nên có thân kiến sanh, có thân kiến sanh nên cho là có thần ngã. Thân kiến ấy khi thấy được khổ đế, phát sanh khổ pháp trí và khổ tỷ trí, bốn loại trí thì dứt. Khi thân kiến dứt, thời không còn thấy có thần ngã. Trước đây các ông nói,
Nếu bên trong không có thần ngã, còn thức biết sắc, thì cứ niệm niệm sanh diệt, làm sao mà phân biệt biết sắc sanh vàng, đỏ trắng. Theo các ông, nếu có thần ngã, cũng không thể một mình biết được sắc, mà phải đương nhãn thức mới có thể biết được. Nếu như vậy, thì thần ngã thành vô dụng. Nhãn thức biết sắc, sắc sanh diệt, do tương tự sanh, tương tự diệt. Vậy sau trong tâm có pháp sanh ra gọi là niệm. Tướng của niệm ấy thuộc pháp hữu vi, tuy diệt về quá khứ mà có thể biết, như trí tuệ lực của thánh nhân có thể biết việc đời vị lai, niệm niệm cũng như vậy có thể biết pháp quá khứ. Nếu nhãn thức trước diệt sanh nhãn thức sau càng có sức lanh lợi. Sắc tùy tạm có, chẳng đứng yên, song do niệm lực lanh lợi nên có thể biết, do sự ấy tuy niệm niệm sanh diệt vô thường mà có thể phân biệt biết sắc. Lại nữa, ông nói thức của người trong hiện tại cứ sanh diệt mới mãi, một khi thân mạng chấm dứt nó cũng hết luôn. Như vậy các hạnh nghiệp tội phước ai đem theo, ai lãnh thọ, ai chịu khổ vui, ai được giải thoát, nay sẽ đáp cho các ông. Nay các ông chưa được đạo chân thật, bị các phiền não che tâm tạo nghiệp làm nhân duyên cho thân tái sanh, khi chết năm uẩn tuần tự tương tục sanh ra, giống như một ngọn đèn lại đốt một ngọn đèn, lại như hạt lúa sanh ra do ba nhân duyên là đất nước và hạt giống. Thân đời sau sanh ra cũng như vậy, có thân, có nghiệp hữu lậu và có kiết sử, có ba nghiệp ấy nên thân sau sanh ra trong đó thân và nghiệp là nhân duyên không thể dứt, không thể phá, chỉ các kiết sử là có thể dứt. Khi kiết sử dứt, tuy còn có thân dư tàn vẫn có thể được giải thoát, nhưng có hạt lúa, có đất mà không có nước nên không sanh được. Như vậy tuy có thân có nghiệp mà không có nước ái kiết thấm nhuần thời không sanh được, ấy gọi là tuy không có thật ngã cũng gọi là được giải thoát, do vô minh nên bị trói, do trí tuệ nên được mở thời thần ngã vô dụng. Lại nữa, do danh và sắc hòa hợp, giả danh là người, người ấy bị các kiết sử trói buộc được móng tay trí tuệ vô lậu mà các kiết sử ấy, bấy giờ gọi là người được giải thoát. Cột dây mở dây, dây tức là cột, cột không là một pháp riêng khác. Trong thế gian nói cột dây mở dây, danh và sắc cũng vậy. Danh và sắc hai pháp hòa hợp, giả danh là người, kiết sử ấy cùng với danh sắc không riêng khác, chỉ có gọi là danh sắc cột, danh sắc mở. Thọ tội, thọ phước cũng là như vậy. Tuy không có một pháp gọi là người thật, chỉ có danh sắc thọ quả tội phước mà được gọi là người, giống như xe chở đồ vật cứ mỗi mỗi suy tìm, rốt ráo không có xe thật, nhưng do chở đồ vật nên gọi là xe. Người thọ tội phước cũng là như vậy, do danh sắc thọ tội phước mà nhận được cái tên là người thọ, thọ khổ vui cũng như vậy, do các nhân duyên như vậy, thần ngã là không thể có được. Thần ngã chính là người bố thí, người thọ nhận cũng như vậy, các ông cho thần ngã là người, do vậy nên người thí là không thể có được, do các nhân duyên như vậy nên nói là tài vật. Người thí, người thọ đều là không thể có được. Hỏi: nếu các Đức Phật đối với các pháp nói là không bị phá, không bị diệt, không bị sanh, không bị làm, cớ sao ở đây nói ba việc tài vật, người thí và người thọ phá hoại chia chẻ thì không thể có được? Đáp: như người phàm tục thấy có người thí, thấy có người thọ, thấy có tài vật, đó là cái thấy hư vọng điên đảo, được sanh vào thế giới thọ vui, khi hết phước phải xoay trở lại. Cho nên Phật muốn hàng Bồ Tát thực hành thật đạo, được thật quả báo, tức là Phật đạo. Phật vì phá cái thấy hư vọng nên nói ba việc không thể có được, mà kỳ thật không có gì phá. Vì cớ sao? Vì các pháp từ xưa đến nay, rốt ráo là không, do vô lượng nhân duyên như vậy mà không thể có được, nên gọi là đàn ba la mật đầy đủ, viên mãn. Lại nữa, nếu Bồ Tát thực hành đàn ba la mật tịch mà có thể sanh sáu ba la mật, khi ấy gọi là đàn ba la mật đầy đủ viên mãn. Thế nào là bố thí sanh đàn ba la mật? Đàn có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, từ bậc hạ sanh bậc trung, từ bậc trung sanh bậc thượng. Nếu dùng thức uống ăn thô xấu, đem tâm nhu nhuyễn mà bố thí, ấy gọi là bậc hạ. Tập quen bố thí dần dần tăng lên, có thể đem y phục bảo vật mà bố thí, ấy là từ bậc hạ sanh bậc trung. Tâm bố thí càng tăng không thương tiếc gì, có thể đem đầu huyết thịt quốc thành tài vật vợ con mà bố thí hết, ấy là từ bậc trung sanh bậc thượng. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới phát tâm làm đại quốc vương tên là Quang Minh, tìm cầu Phật đạo, ít nhiều bố thí luân chuyển đời sau thọ thân làm người thợ gốm, dùng đồ tắm rửa và nước đường phèn bố thí cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác và tỳ kheo tăng.
Kiếp sau đó, chuyển thân làm người con gái của đại trưởng già, đem đèn cúng dường Đức Phật kiểu Trần Nhã. Các thức thứ như vậy gọi là Bồ Tát Bố Thí bậc hạ. Như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thân làm con ông trưởng già, đem y bố thí cho Phật Đại Âm Thanh, sau lại chuyển thân làm vị đại quốc vương, đem lọc bảy báu cúng dường Phật Sư Tử, sau lại thọ thân làm vị đại trưởng già, cúng dường cho Phật Diệu Nhân, Phỏng Xá Thượng Hào và hoa đẹp bảy báu. Các thứ như vậy gọi là Bồ Tát Bố Thí bậc trung. Như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tiên nhân, thấy Đức Phật kiểu Trần Nhã đoan chánh thủ diệu, bèn từ trên núi cao tự gieo mình xuống trước Phật, thân kia vẫn an ổn đứng ở một bên Phật. Lại như Bồ Tát, chúng sanh hỷ kiến lấy thân làm đèn cúng dường Đức Phật nhật nguyệt quang đức. Các thứ như vậy không tiếc thân mạng cúng dường chư Phật, đó là Bồ Tát Bố Thí bậc thượng. Ấy gọi đó là Bồ Tát ba hạng bố thí. Nếu có người bắt đầu phát Phật tâm bố thí cho chúng sanh cũng như vậy, trước tiên dùng thức uống ăn bố thí, tâm bố thí tăng dần, có thể đem thân thịt bố thí, trước đem các thứ nước ngon bố thí, sau tâm bố thí tăng dần, có thể đem thân huyết để cho, trước đem giấy mực kinh sách bố thí, và đem y phục ẩm thực ngọa cụ y dược bốn thứ cúng dường để cúng dường pháp sư, sau chứng được pháp thân lại vì vô lượng chúng sanh thuyết đủ các pháp để làm pháp thí. Các thứ như vậy từ trong đàng ba la mật phát sanh đàng ba la mật. Thế nào là Bồ Tát thí sanh thi la ba la mật? Bồ Tát suy nghĩ, chúng sanh không biết bố thí, đời sau chịu nghèo cùng, vì nghèo cùng mà sanh trộm cắp, vì trộm cắp mà gây giết hại, vì nghèo cùng nên không đầy đủ sắc đẹp, vì sắc đẹp không đầy đủ mà hành tà dâm, lại vì nghèo cùng mà bị làm người hà tiện, hạ tiện sợ hãi mà sanh nói dối, do nhân duyên nghèo cùng như vậy, làm 10 điều bất thiện đạo. Nếu tu hành bố thí, sanh ra có tài của, có tài của, nên không làm điều phi pháp, vì cớ sang vì ngũ dục đầy đủ, không thiếu thốn chi. Như đệ bà đà kiếp trước từng làm một con rắn ở chung với một con ếch, một con rùa trong một cái ao kết làm bạn thân. Sau đó nước ao khô hết, đói khổ cùng khốn, không tố cáo đâu được. Rắn khiến rùa kêu ếch đến, ếch nói kệ bảo lại rùa rằng, nếu gặp nghèo cùng mất bản tâm, không vì nghĩa cũ trước vì ăn, anh đem lời tôi nói lại rắn, ếch không bao giờ đến bên rắn. Nếu tu bố thí đời sau có phước, không bị thiếu thốn, thầy có thể chỉ giới, không làm các điều ác, ấy là bố thí phát sanh giới ba la mật. Lại nữa, khi bố thí có thể làm cho các kiết sử phá giới bị mỏng, tăng thêm tâm trì giới được kiên cố, ấy là bố thí làm nhân duyên tăng ích cho giới. Lại nữa, Bồ Tát Bố Thí thường sanh tâm tử bi đối với người lãnh thọ, không đắm tài Phật, vật của mình còn không tiếc, huống gì cướp trộm. Đã tử bi với người thọ lãnh thì đâu còn có ý giết hại hay ngăn sự phá giới như vậy. Ấy là bố thí sanh giới. Nếu năng bố thí để phá cái tâm sanh tham, vậy sau trì giới nhẫn nhục vân vân để được thực hành như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vào kiếp rất xa trong quá khứ, từng làm tỳ kheo đi vào thành khất thực, được hoàn hỷ, đủ trăm vị đầy bình bát. Trong thành có một em bé đi theo xin, không cho liền, đợi đến trước bức tranh Phật cầm hai hoàn hỷ lên mà giao ước với nó rằng, nếu em ăn một hoàn, còn một hoàn bố thí cho chúng tăng thì ta sẽ cho. Nó liền chấp nhận, đem một hoàn hoan hỷ bố thí cho chúng tăng. Vậy sau, xin thọ giới với Văn Thủ Sư Lợi phát nguyện làm Phật. Bố thí như vậy có thể làm cho thọ giới phát tâm làm Phật. Ấy là sanh giới ba la mật. Lại nữa, quả báo bố thí được bốn sự cúng dường, cả quốc độ tốt, thầy hay, không bị thiếu thốn, cho nên có thể chỉ giới. Lại, quả báo bố thí làm cho tâm kia điều nhu, do tâm điều nhu nên phát sanh sự chỉ giới. Do phát sanh sự chỉ giới nên từ pháp bất thiện mà có thể tự điều phục tâm. Do các nhân duyên bố thí như vậy, tiểu bố thí phát sanh giới ba la mật. Thế nào là bố thí làm phát sanh nhẫn nhục ba la mật? Khi Bồ Tát bố thí gặp người thọ lãnh ngỗ nghịch mắng nhiếc, hoặc đòi xin cho nhiều, hoặc đòi xin không phải lúc, hoặc không đáng đòi xin mà cứ đòi xin, khi ấy Bồ Tát tự suy nghĩ rằng, ta nay bố thí để cầu Phật đạo, cũng không bảo có ai khiến ta bố thí, chính ta tự làm, tại sao ta sân? Suy nghĩ như vậy để thực hành nhẫn nhục, ấy là bố thí làm phát sanh nhẫn nhục ba la mật. Lại nữa, khi Bồ Tát bố thí gặp người thọ lãnh oán giận bức não, bèn tự suy nghĩ rằng,
Nay ta bố thí hết tài vật trong ngoài, khó bỏ mà có thể bỏ, huống gì đối với ý ức thanh trống rỗng mà không thể nhẫn được sao? Nếu ta không nhẫn thì những vật bố thí trở thành bất tịnh, ví như voi trắng vỏ tắm rửa ra khỏi ao lại lấy đất bôi vào mình. Bố thí mà không nhẫn nhục cũng như vậy. Suy nghĩ như vậy mà thực hành nhẫn nhục, do các nhân duyên của bố thí như vậy nên phát sanh nhẫn nhục ba la mật. Thế nào là bố thí làm phát sanh tinh tấn ba la mật? Khi Bồ Tát bố thí thử thực hành tinh tấn, vì cớ sao? Khi Bồ Tát mới phát tâm công đức chưa lớn, bây giờ muốn thực hành hai sự bố thí để làm mãn nguyện của hết thảy chúng sanh, nhưng vì tài vật không đủ, phải siêng năng tìm tài và pháp để cung cấp cho đầy đủ. Như tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị đại y vương, chữa hết thảy bệnh không cầu danh lợi mà chỉ vì thương xót chúng sanh. Sau người bệnh quá nhiều, sức không cứu khắp, lo nghĩ đến hết thảy nhưng không làm theo được tâm nguyện, áo não mà chết, liền sanh lên cõi trời đau lợi, tự suy nghĩ rằng: nay ta sanh cõi trời, chỉ ăn phước báu, không có ích lâu dài, liền tự tìm phương tiện chấm dứt thân mạng, bỏ đời sống cõi trời, hạ sanh làm thái tử rồng. Ở trong cung Long Vương ta giả đà, thân hình to lớn, cha mẹ quý yêu, lại muốn lấy cái chết, đi đến vua chim kim sĩ, chim liền bắt rồng thái tử, đem lên cây Samali mà nuốt, cha mẹ kêu la khóc lóc, ảo não. Rồng con sau khi đã chết lại sanh làm thái tử của vị đại quốc vương trong cõi Diêm Phù Đà, tên là Năng Thí. Khi sanh ra đã nói được, hỏi các người hai bên: ngay trong nước này có những vật gì, đều đem hết lại đây để bố thí. Mọi người sợ hãi đều bỏ chạy cả. Mẹ thái tử thương xót một mình tự giữ con. Thái tử nói với mẹ: con không phải quỷ la sát sao mọi người chạy hết? Kiếp trước con thường ưa bố thí, con là đàn Việt của mọi người. Mẹ thái tử nghe lời nói ấy, đem nó lại với mọi người liền trở lại. Bà mẹ khéo nuôi nấng thái tử, đến khi khôn lớn tự mình có được gì, thái tử đều đem bố thí hết. Đến chỗ vua cha xin vật để bố thí, vua cha chia phần cho, lại đem thí hết. Thấy người cõi Diêm Phù Đà nghèo cùng tân khổ, suy nghĩ muốn cấp thí mà tài vật không đủ, bèn tự than khóc, hỏi người hai bên rằng: làm cách nào để khiến cho hết thảy đầy đủ tài vật? Các người lão trả lời rằng: chúng tôi từng nghe nói có ngọc như ý, nếu được ngọc ấy thì có thể tùy tâm cầu gì được nấy. Bồ Tát nghe lời ấy xong, thưa với cha mẹ xin đi vào biển cả tìm ngọc báo như ý trên đầu Long Vương. Cha mẹ trả lời: ta chỉ có một mình con, nếu vào biển cả tai nạn khó tránh, một mai mất con, chúng ta sống làm gì? Không cần đi, trong kho của ta hiện còn nhiều vật sẽ cấp cho con. Thái tử nói: vật trong kho có hạn mà tâm con vô hạn, con muốn đem của cho đủ hết thảy, không còn ai thiếu thốn, xin chấp nhận cho con được tại nguyện, làm cho người cõi Diêm Phù Đà hết thảy sung túc. Cha mẹ biết chí lớn của con không dám cầm ngăn, bèn để cho đi. Khi ấy 500 khách buôn vì cho thái tử là bậc đại nhân phước đức đều thích đi theo, biết ngày khởi hành của thái tử, tập họp tại cửa biển. Bồ Tát trước nghe nói trên đầu Long Vương ta già đà có ngọc báu như ý, hỏi mọi người rằng: ai biết thủy đạo dẫn đến cung của rồng kia? Có một người mù tên là Đà Xá, thường có 7 phen đi vào biển cả, biết rõ hải đạo. Bồ Tát liền bảo cùng đi. Người ấy trả lời: tuổi tôi đã già, hai mắt không sáng, tuy từng vào biển nhiều lần, song nay không thể đi được. Bồ Tát hỏi: ta nay đi đây không vì thân mình, mà vì khắp hết thảy tìm ngọc như ý để cung cấp đủ cho chúng sanh, để cho thân không còn thiếu thốn. Kế đó đem đạo pháp nhân duyên mà giáo hóa họ, ông là người trí từ chối sao được ư? Nguyện ta được thành tựu há chẳng phải nhờ sức ông sao? Đà sáng nghe lời thái tử ước hẹn, vui vẻ đồng tình, nói với Bồ Tát rằng: này tôi đi với ông vào biển cả, chắc thân tôi không toàn, ông hãy đặt thi hài của tôi bên bãi cát vàng trong biển cả. Việc đi ra tập họp xong, bước sợi dây thứ 7, thuyền đi như bay, đến các bãi báu. Các khách buồn giành lấy 7 báu, ai nấy đã đủ, hỏi Bồ Tát rằng: vì sao không lấy? Bồ Tát trả lời: thứ tôi cần là ngọc báu như ý, còn đây là vật có ngày hết, tôi không cần. Các người hãy nên biết đủ, biết độ lượng, đừng để thuyền nặng không tự thoát khỏi được. Các khách buôn thưa với Bồ Tát rằng: đại đức chú nguyện cho chúng tôi để được an ổn, rồi cáo từ chia tay. Đà Xá khi ấy nói với Bồ Tát rằng: giữ lại chiếc thuyền nhỏ theo đường riêng mà đi, đợi gió 7 ngày, đương gió theo bờ biển phía nam, đến một chỗ hiểm sẽ có ven núi chót vót, nhánh cây rừng táo,
đều phủ trên nước, gió lớn thổi thuyền, thuyền sẽ lật ấp. Ông hãy ngước lên viên cảnh cây táo, có thể tự cứu được, còn tôi không có mắt sẽ chết nơi đây. Qua khỏi bờ hiểm này sẽ có bãi cát vàng, có thể đem xác tôi đặt trong cát ấy, cát vàng thanh tịnh ấy là ý nguyện của tôi. Thái tử liền như lời nói ấy, gió đến mà đi. Khi đã đến bờ chót vót, đúng như lời Đạt Xá nói, Bồ Tát ngước lên viên cảnh táo tự được thoát khỏi, đặt thây Đạt Xá quảng yên nơi đất vàng rồi đi một mình. Đúng như lời chỉ bày của Đạt Xá trước đó, nổi trong nước sâu 7 ngày, giữa nước ngang họng đi 7 ngày, giữa nước ngang lưng đi 7 ngày, giữa nước ngang đầu gối đi 7 ngày, sát giữa bùn đi 7 ngày, thấy hoa sen đẹp, xinh tươi, mềm dịu, Bồ Tát tự suy nghĩ, hoa này mềm bỏ, ta hãy nhập hư không tam muội, tự làm nhẹ mình. Đi trên hoa sen 7 ngày, thấy các con rắn độc lại suy nghĩ, lại trùng ngập độc rất đáng sợ. Bồ Tát liền nhập tử tâm tam muội, đi trên đầu rắn độc 7 ngày, rắn độc ngẩng đầu lên để Bồ Tát đạp lên trên mà đi. Qua khỏi nạn này, thấy có thành báu 7 lớp, có 7 lớp hào, trong hào đầy cả rắn độc. Có hai con rồng lớn giữ của, rồng thấy Bồ Tát hình dung đoan chánh, tướng hảo uy nghi, vượt khỏi các nạn được đến nơi đây, suy nghĩ rằng đây không phải là người phàm phu, chắc là bậc Bồ Tát công đức lớn, liền cho phép bước tới đi thẳng vào cung. Khi gặp vợ chồng Long Vương vừa mới chôn con còn đang khóc lóc, thấy Bồ Tát đến, vợ chồng Long Vương có thần thông biết đó là con, hai vú sữa chảy ra, bà ngồi xuống mà hỏi: con là con ta, bỏ ta mà qua đời, nay sanh ở chỗ nào? Bồ Tát cũng tự biết kiếp trước, biết đây là cha mẹ mà trả lời mẹ rằng: con sanh trên cõi Diêm Phủ Đệ, làm thái tử của đại quốc vương, thương xót người nghèo cùng đói rét cửa khổ, không được tự tại, cho nên đi đến đây muốn xin ngọc như ý. Long mẫu nói: trên đầu cha con có ngọc báu đó để trang sức đầu, khó có thể cho con được, cháu sẽ đưa con vào kho báu tùy ý con muốn, ắt muốn cho con hãy trả lời rằng các thứ tạp bảo kia con không cần, con chỉ muốn được ngọc báu trên đầu phụ vương, nếu được thương xót xin lấy cho con, như thế có thể được. Bồ Tát liền đến gặp Long phụ Long vương, rất vừa mừng vừa thương, vui vẻ vô hạn. Thường nghĩ đứa con từ xa vượt gian nan mới đi đến được đây, để đưa tay chỉ các châu bảo tốt tùy ý cho con, cần thì lấy. Bồ Tát nói: con từ xa đến nguyện gặp phụ vương, cầu xin ngọc báu như ý trên đầu, nếu được thương xót hãy lấy cho con, nếu không được cho con không cần vật khác. Long vương trả lời rằng: ta chỉ có một viên ngọc tưởng trang sức trên đầu, người cõi Diêm Phủ đẹp bạc phước hạ tiện không đáng thấy. Bồ Tát nói: con vì ngọc đó xa vượt gian nan liều chết đến đây, chính vì người cõi Diêm Phủ đẻ bạc phước hạ tiện để xin ngọc báu như ý cứu vớt sự mong cầu của họ, vậy sau lấy nhân duyên Phật đạo mà giáo hóa họ. Long Vương cho ngọc và dặn dò rằng: này ta lấy ngọc này cho con, khi còn qua đời hãy đem trả lại cho ta. Bồ Tát thưa: kính vâng như lời phụ vương nói. Bồ Tát được ngọc bay lên hư không, trong khoảnh khắc có duỗi cánh tay đã đến Diêm Phủ Đề. Vua cha, vua mẹ, cõi người thấy con yên lành trở về, vui mừng nhảy nhót ôm mà hỏi rằng: con được vật gì? Bồ Tát thưa: được ngọc báu như ý. Lại hỏi: nay ở đâu rồi? Đáp: ở trong chéo áo này. Cha mẹ nói: sao nó lớn nhỏ? Thưa: cốt ở thần đức của nó, không cốt lớn. Thưa cha mẹ, hãy sắp cho trong ngoài thành quét dọn đốt hương, cho lụa pha lọng, trì trai thọ giới, sáng sớm ngày mai dựng cây già làm nêu, lấy ngọc đặt lên trên. Bồ Tát khi ấy lập thệ nguyện rằng: nếu tôi sẽ thành Phật đạo, độ thoát hết thảy, thì ngọc sẽ theo như ý nguyện của tôi, xuất sanh hết thảy bảo vật, tùy ai cần gì thì được đầy đủ. Bấy giờ mây im tràn khắp, mưa các vật báu, y phục ẩm thực, ngoạ cụ thuốc thang, đầy đủ các điều cần thiết cho mọi người, cho đến khi mạng chung thường như vậy không dứt. Như vậy gọi là Bồ Tát bố thí phát sanh tinh tấn ba la mật. Thế nào Bồ Tát bố thí phát sanh thiền ba la mật? Khi Bồ Tát bố thí thì trừ được sân tham, trừ sân tham rồi, nhân việc bố thí này mà thực hành nhất tâm, trừ dần năm triển cái, trừ được năm triển cái ấy gọi là thiền. Lại nữa, tâm nương theo bố thí mà nhập vào sơ thiền, cho đến diệt tận định thiền. Thế nào là nương? Nếu khi bố thí cho người hành thiền, tâm tự nghĩ rằng: ta vì người này hành thiền định nên tịnh tâm cúng dường,
ta nay vì sao tự bỏ tu thiền? Thiền tự kiềm chế tâm, tư duy, hành thiền. Nếu bố thí cho người nghèo suy nghĩ đời trước, người này làm các điều bất thiện, không còn nhất tâm, không tu phước nghiệp, nên đời nay nghèo cùng. Do đó, tự cố gắng tu thiện, nhất tâm để vào thiền định. Như chuyện nói, chuyển lên Thánh Vương Hỷ Kiến có 84.000 tiểu vương đến chầu, đều đem bảy báu, vật quý đến hiến. Vua nói, tôi không cần. Các người, mỗi người tự nên tu phước. Các vua nói, đại vương tuy không cần đấy, chúng tôi cũng không nên tự đem dùng. Liền chung nhau tìm thợ, lập điện bảy báu, làm áo tắm bảy báu. Ở trong đại điện tạo 84.000 lầu bảy báu. Trong lầu đều có giường nằm bảy báu, gối bọc tạp sắc, đặt ở hai đầu giường, treo lụa phát lọng, sông hương bôi đất. Mọi việc đầy đủ, bạch đại vương rằng, xin đại vương thọ nhận pháp điện, cây báu, áo báu. Vua im lặng thọ nhận mà tự nghĩ rằng, ta nay không cần, trước tiên ở điện mới để tự vui chơi, nên cầu thiện nhân các sa môn và la môn trước tiên vào để cúng dường, vậy sau ta sẽ ở. Điện nhóm các thiện nhân trước tiên vào bảo điện cúng dường đầy đủ các thứ vi diệu. Khi mọi người ra rồi, vua mới vào bảo điện, lên lầu vàng, ngồi giường vàng, nghĩ tới việc bố thí, trừ năm triển cái, nhiếp sáu căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc vào sơ thiền. Tiếp lên lầu bạc, ngồi giường vàng vào nhị thiền. Tiếp lên lầu tỷ lưu ly, ngồi giường pha lê vào tam thiền. Tiếp lên lầu pha lê, ngồi giường tỷ lưu ly vào tứ thiền. Ngồi một mình tư duy suốt trong 3 tháng. Ngọc nữ bảo hậu với 84.000 thị nữ đông đủ đều lấy ngọc trắng danh bảo sâu làm chuỗi đeo thân đến thưa với vua, từ lâu trái bỏ hầu hạ nên chúng tôi dám đến thăm hỏi. Vua bảo các em gái, các em mỗi người hãy đoan chánh tâm, nên làm người trí thức của tôi, chớ làm kẻ oán của tôi. Ngọc nữ bảo hậu đều rơi lệ nói, đại vương sao gọi chúng tôi là em gái, chắc ngài có lòng khác, xin cho nghe ý ấy. Tại sao sóc bảo hãy làm người tri thức, chớ làm kẻ oán của tôi? Vua bảo rằng, các vị nếu lấy tôi làm nhân duyên ở đời, chung hành dục sự cho là vui sướng, thì đó là kẻ oán của tôi. Nếu giác ngộ được lẽ vô thường, biết thân như nguyễn, lo tu phước hành thiện, dứt bỏ dục tình, thì đó là người tri thức của tôi. Các ngọc nữ thưa, kính vâng lời như vua sắc. Nói lời ấy xong để bảo nhau trở về. Các ngọc nữ đi ra rồi, vua lên lầu vàng ngồi giường bạc thực hành từ tam muội, lên lầu bạc ngồi giường vàng thực hành bi tam muội, lên lầu tỷ lưu ly ngồi giường pha lê thực hành hỷ tam muội, lên lầu báu pha lê ngồi giường tỷ lưu ly thực hành xả tam muội. Ấy là Bồ Tát bố thí phát sanh thiền ba la mật. Thế nào là bố thí? Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã ba la mật. Khi Bồ Tát bố thí biết rõ sự bố thí này chắc chắn có quả báo không chút nghi hoặc, phá được tà kiến vô minh, ấy là bố thí phát sanh bát nhã. Lại nữa, khi Bồ Tát bố thí có thể phân biệt biết người không trì giới hoặc hay đánh đập tra khảo giam trói trái phép, nhưng nếu được tài Phật mà biết làm bố thí thì sẽ sanh ra trong loài voi ngựa trâu, tùy chịu thân hình xúc sanh trở nặng, bị roi đánh cùng xiềng kéo xe cưỡi, nhưng thường được ở nhà tốt ăn ngon, được người quý trọng, được người cung cấp. Lại biết người ác ôm lòng sân hận nhiều, tâm quanh co không ngay thẳng, mà biết làm bố thí sẽ đọa trong loài rồng, được cung điện bảy báu ăn ngon sắc đẹp. Lại biết người nhiều kiêu mạn bố thí với sân tâm sẽ đọa trong loài chim kim sĩ, thường được tự tại có ngọc báu như ý để làm chuỗi anh lạc. Mọi sự cần dùng đều được tự do, không có điều gì không như ý, biến hóa vạn đoan, không việc gì không làm. Lại biết người tẻ quan uổng lạm của nhân dân, không thuận theo pháp trị mà chiếm lấy tài vật để dùng bố thí, sẽ đọa trong loài quỷ thần, làm quỷ kêu bàn trà, biến hóa đủ cách, tự vui với năm trần. Lại biết người nhiều sân giận tảng nhẫn ngang trái, yêu thích rượu thịt, mà biết bố thí sẽ đọa trong loài dạ xoa đi trên đất, thưởng được các thứ hoan lạc, âm nhạc, ăn uống. Lại biết có người cao cường, ngang bướng hùng hồ, mà biết bố thí sẽ đọa trong loài dạ xoa đi giữa hư không, có sức mạnh đi đến nơi như gió. Lại biết có người tâm hay tật đố cơ đấu tranh, sau biết đem phòng xá đồ nằm y phục ăn uống tốt bố thí, cho nên sanh trong loài dạ xoa, có cung quán bay đi, có các vật thuận tiện làm vui thân. Các thứ như vậy khi bố thí có thể phân biệt biết, ấy là Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã. Lại nữa, bố thí ăn uống thì được quả báo có sức mạnh sống lâu, an lạc, đồ ăn ngon.
Nếu bố thí y phục thì khi sanh ra biết tầm quý, có oai đức đoan chánh, thân tâm an lạc. Nếu bố thí phòng nhà, thầy tự nhiên có được các thứ cùng quán bảy báu, tự vui thú năm dục. Nếu bố thí giường ao suối nước, các thứ nước ngon, khi sanh ra không bị đói khát, có đầy đủ năm dục lạc. Nếu bố thí cầu đò và giày dép, khi sanh ra có đủ các thứ xe ngựa. Nếu bố thí vườn rừng, thầy được hào quý tôn trọng, làm chỗ nương dựa cho hết thảy, thọ thân đoan chánh, tâm vui không lo buồn. Những hạng người như vậy do nhân duyên bố thí mà được. Nếu người bố thí tu hành phước đức mà không ưa tác nghiệp, sanh hoạt theo hữu vi, thời sanh được chỗ tứ thiên vương. Nếu người bố thí còn thêm cúng dường cha mẹ và chú bác anh chị, không sân không hận, không người tranh cãi, thời sanh được vào cõi trời đau lợi, diệm ma, đô xuất, hóa tự tại, tha hóa tự tại. Các thứ phân biệt về bố thí như vậy, ấy là Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã. Nếu người bố thí mà tâm không nhiễm đắm, nhàm chán thế gian, cầu vui niết bàn, ấy là A-la-hán bích chi Phật bố thí. Nếu người bố thí mà vì Phật đạo, vì chúng sanh, ấy là Bồ Tát bố thí. Như vậy, trong các thứ bố thí đều phân biệt biết, ấy là Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã ba la mật. Lại nữa, khi Bồ Tát bố thí tư duy thật tướng của ba sự, người thí, người nhận, tài vật như trên đã nói, biết được như thế là Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã ba la mật. Lại nữa, nhân duyên của hết thảy trí tuệ và công đức đều do bố thí như ngàn Phật. Khi mới phát tâm là đem các thứ tài vật bố thí cho chư Phật, hoặc lấy hương hoa, hoặc lấy y phục, hoặc lấy cảnh dương bố thí để mà phát tâm. Các thứ bố thí như vậy, ấy là Bồ Tát bố thí phát sanh bát nhã ba la mật. Hết cuốn 13 theo bản Hán.